Dạ thưa quý khán giả, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long được nhận định là cao hơn trung bình nhiều năm. Trong những ngày tới thì mực nước này sẽ có xu hướng như thế nào chị Hà Linh? Dạ vâng, hiện tại thì mực nước đầu nguồn trên sông Cửu Long đang có xu thế giảm mạnh và theo số liệu của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đã đạt đỉnh lũ vào ngày 12 tháng 10 vừa qua với mức ghi nhận tại trạm Tân Châu Đồng Tháp là 3m64, còn tại trạm Châu Đốc An Giang là 3m34. Sáng ngày hôm nay thì mực nước ở cả hai trạm này đều thấp hơn so với cùng kỳ các năm và mức giảm ghi nhận từ 21 cho đến 29 cm. Và nguồn nước ở đầu nguồn sông Cửu Long nhận định sẽ tiếp tục xuống trong tuần tới, sau đó giảm mạnh đến hết mùa lũ. Mực nước nội đồng đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm trong 4 ngày tới, sau đó tăng trở lại theo đợt triều cường đầu âm lịch tháng 10. Và dự báo đỉnh triều đợt này nhiều nơi cũng sẽ cao hơn mức báo động 3. Vì vậy, quý vị cần chủ động kiểm tra, rà soát lại những khu vực đê bao xung yếu, gia cố lại đê bao của những khu vực đã bị ngập do đợt triều cường lần trước. Và trở lại với tình hình thời tiết, dự báo hầu khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa to, mưa dông trong cả 10 ngày tới. Có những điểm mưa to cùng với nguy cơ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Sáng đến trưa, trời nắng và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ C. Bà con ở đây nếu như đang làm đồng mà chúng ta nghe thấy tiếng sấm thì tốt nhất chúng ta nên tìm nơi kiên cố, an toàn để tránh trú. Nếu không kịp thì bà con nên tránh xa, không đứng gần những vật dụng kim loại như là xe đạp, cuốc sẻng, tuyệt đối không trú mưa ở dưới những gốc cây hay là gần những khu vực có nước.